นามาโมบองเสือทักตาโมเนฟังนามโมบองเสือทักตาโมเนฟังนามโมบองเสือฟังวะเถิงธรรมธรรมวิญญาณฟังมาเทียนวังกิมนันเต้าโมวังดาธาเรียเจอไรเจอเทียนเหียนามโมนายหิวบกเกียงเลี้ยงโบตานนามโมนายหิวบกเกียงเลี้ยงโบตานนามโมนายหิวบกเกียงเลี้ยงโบตานบาตานฟังBa đêm nhẹ hơn đ
đại bi ai xót thương cha mẹ tông dạy dưỡng sanh hạ bằng cầu Phật thì ân dạy bảo phương pháp nào bao hiếu sông thân thế tôn mới bảo lời rằng vì người ta sẽ phân trần khá nghe thân đàn bà nhiều về tương nhọc sanh đàn con trọng quyền cứu mang tháng đầu thái đầu tờ xương mai chiều dịch dữ sợ tan bất thường phải tắm phải giặt rửa rong
biết rằng dơ giấy mẹ không ngại gì. Nằm phía ướt con thì phía rào hố, sợ cho con ướt áo ướt chân. Hoặc khi để trong ngắm thân, anh con phải chịu trăm phần tạm thương. Đọt ba năm bố nương sữa mẹ thân gầy mòn nào để với con. Đến khi vừa được lớn khôn, cha mẹ dạy bảo cho con vỡ lòng, cho đi học mở thông trí huệ, dựng vợ chồng có thể làm ăn. Ước mong con được đến thân, dầu cho cha mẹ cơ bằng hoàng chi. Con đau ôm tức thì lo chạy, dầu tốn hao đêm mấy cũng đành. Khi con căn bệnh đặng lành, thì cha mẹ mới an thần định tâm. Con dưỡng dục sánh bằng non biển, cớ sao con chẳng biết ơn này. Hoặc khi lầm lỗi bị dạy, chẳng con bị trở lại bầy bộ ngang. Hồ cha mẹ phụng mang rợp bao, tinh trường huynh nô nạp thế nhi. Bà con chẳng kể xa chi, công tuân sư phụ lễ nghi chẳng tưởng. Lời dạy bảo sống đường thông kể, tiên quyền sanh anh chị chẳng bảo. Bà trái ngang trong bán mọi đàn, xa vào lùi tới mắng càng người trên. Vì lộ mang tánh quen làm tượng, chẳng kể lời trưởng thường dạy rằng. Lớn lên theo lối hùng ăn, ta không nhận nhìn lại phàm hành hung. Bỏ bạc lành theo cùng chung giữ, nét tập quen làm sự trái ngang. Nghe lời dụ dỗ quân hoang, bỏ cha bỏ mẹ trốn sang quê người. Trước còn tập theo thời theo thế, thăm lòng thăm tìm kế sinh nhai. Hoặc đi buôn bán kiếm lời, hoặc vào quân lính với đời lọc con. Vì ràng buộc đồng công mối nợ, hoặc trở ngăn vì vợ vì con. Quên cha quên mẹ tình thâm, quên xứ quên sở lâu năm không về. Ấy là thói những người to chí, chớ phần nhiều vô hỷ mà thôi. Sau khi phá hết của rồi, phải tìm đối đồng xài, theo trộm cướp hoặc là bài bạc. Phạm tội hình tù ngục phải vương, hoặc khi mang bệnh giữa đường. Con người đối dưỡng bỏ thân ngoài đồng, hay tin dữ bà con cô bác. Cùng mẹ cha sao xác buồn rầu, thương con than khóc ưu sầu. Bệnh đuôi mù vẫn vương, hoặc bệnh nặng vì thương quá lẽ. Phải bỏ mình làm quý dư hồn, hoặc nghe con chẳng lo lường. Trà đình tửu điểm phố phường áo du, cứ mài miệt với đồ bất chân. Chẳng mấy khi thần tính mồ căng, làm cho cha mẹ điều ốm đau đòi dám kêu rêu. Con không tâm dưỡng bỏ liều chẳng thương, phận con gái còn thương cha mẹ. Thì có lòng yêu để thuộc hòa, cần lao phục dịch trong nhà. Dễ sai dễ kiếm hơn
là Nam Nhi xong đến lúc tùng phu xuất gia lo bên chồng chẳng xa bên mình trước còn lai bạc viên thăng lần lần mỗi lần biệt ta biệt nhà quên giữa dục xong thân âm trầm không nhớ công mang nặng để đâu chẳng lo bao bộ phù lao làm cho cha mẹ buồn đầu thảm thay đều cha mẹ dạy ba vợ mắng trở xanh lòng hờn giận chẳng kiên chớ chi chồng đánh liên miên thì cam lòng chịu chẳng phiền chẳng than tội giữ phải mà nghe Phật chỉ rõ mọi đàn trong hàng đại chốn lòng càng tham thấy gieo xuống đất lấy cây lấy bụi đập vào mình vào mũi vào họng làm cho các lỗ chân lông thấy đều sương máu ướt đậm cả thân đến hôm nay tông thần tội tình có nỗi than vang làm sao trả đặng muôn ngàn ơn sâu trước Phật tiền ai cầu trần tố xin Thế Tôn mật vô bi lòng làm sao báo đáp thù ân tỏ lòng hiếu thuận xong thân của mình Phật bèn dùng phạm thinh sáu món phân tỏ cùng người ơn sâu dốc trả cộng mẹ cha tất cả hai vai giáp phòng hòm đôi tố dĩ đêm trăm ngàn kiếp ơn kia chưa đến vì có người gặp cơn đói rắn đôi sóng thân dân hết thân này sương nghiệp tình đáp vấn thầy đây chưa đồng vì có người vì công sinh dưỡng tự tay mình quét thủng xong người chịu thân mù tội như vậy đến trong ngàn kiếp ơn này thân đau vì có người cầm dao thiệt tâm bổ bụng xa ruột hết tâm can huyết xa khắp đất chẳng đâu bằng vì có người dùng mũi nhọn đâm vào mình bất luận chỗ nào tuy là sự khó biết bao trải trăm ngàn kiếp ơn sao đáp đền vì có người vì ơn dưỡng dùng tự treo mình cung Phật thế đêm cứ treo như vậy tròn chưa đến vì có người xương miệng ra mơ hoặc dùng dao chặt bữa thân mình xương tan thịt nát chẳng phiền đến trăm ngàn kiếp ơn trên chưa đồng vì có người vì công dưỡng dục lúa xanh nóng thấu ruột thấu gan làm cho thân thể tiêu tan thăm ân chưa đến nghe Phật nói thấy điều kinh hài giọt lệ tràn có nỗi cầm ngắn đồng thanh bạch Phật lời rằng làm sao trả đặng sâm
sống được Phật mới bảo các hàng Phật tử phải lắng nghe ta chỉ sau này các người buồn đáp ơn dày bài tam biến chép kinh đây lưu truyền vì cha mẹ trì chiêm phúng tụng cùng ăn năn những tội lỗi xưa cùng dường tam bảo sớm trưa cũng là tu phước chẳng chưa còn chỉ rằm tháng bảy đến ngày tự tứ thập phương tăng đều dự lễ này sắm sanh lễ vật đủ đầy chờ giờ câu hồi đặng bày cúng dâng đặng cầu nguyện sống được trường thọ hoặc sanh về tịnh độ an nhàn ấy là bao đáp thù ân sanh thành dưỡng dục song thân của mình mình còn phải cần chiến trì giới pháp tam quy ngũ giới giữ gìn những lời ta dạy đinh ninh ca đến ý thử phục hành đừng sai được như vậy mới là khỏi tội bằng chẳng thì ngục tôi phải xa trong năm đại tội kể xa bằng hiệu thứ nhất thật là trọng thay sau khi chết bị đầy vào ngục cũng gọi á tỳ một này trong núi thiết quy vách phên bằng sắt vây quanh bốn bề trong một này hàng ngày lửa cháy đốt tội nhân hết thảy thành than có lò nấu sắt cho tan xót vào trong miệng tội nhân hành hình một phá đủ cho người thọ rồi cho một ngọn lửa hồng nương quay chúng nó gia phòng thịt thâu móc bằng sắt thương đau gương dao trên công trung đồ to như mưa gặp ai trên đấy chẳng chừa làm cho thân thể nát nhừ như tương những hình phạt vô phương kể hết mỗi một đều có cánh chỉ riêng như là xe sắp phân thay chim ưng bỏ bụng trâu cày lưỡi lẽ chớ khi đặng chết liền ra đỡ vì nghiệp duyên công nợ hành thân ngày đêm chết sống muôn lần đêm trăm ngàn kiếp không ngừng một giây sự hành phạt thì một rất nặng đề ngộ về sanh thân chúng người đều phải ân cần thừa hành các việc phân trần quan tinh nhất là phải kinh này in chép truyền ba xa cho khắp đông tây như ai chép một quyển này ví bằng đặng thấy một vị thế Phật vạn thiên do theo quyền lực tùy duyên chư Phật ủng hộ vì như sở quyền cha mẹ đằng xa biển khóc lạnh lại hóa sanh về cảnh thiên cung khi lời Phật giảng vừa xong khắp trong tư chúng một lòng kinh vâng lại phát nguyện lời thầy không quên vì như
bì ba thiên đao kim thấm thân này đâm chém phân thầy hoặc như lưới trói thân này trải trăm ngàn kiếp lời thầy chẳng sai dầu thân này bị cưa bị chặt phân chia xa muôn đoạn rã rời đến trăm ngàn kiếp như vậy chúng con cũng chẳng trái lời thầy khuyên đức A Nan kiện thiện đảnh lễ cầu Thế Tôn đặt để hiểu kinh ngày sau truyền ba chúng sanh dễ về quả thiệt cao xa đặt tên bao hiếu mẹ cha cũng là ân trọng thiệt là chân kinh các ngươi phải giữ gìn chú đạo đặng đời sau y giáo phụng hạnh sau khi Phật dạy bàn rằng bốn băng Phật tử rất mừng rất vui thay một lòng Phật và kinh thành tinh đắc hoàn tuyệt đồng nhau tự tại Phật tiền nhân tâm đánh lễ rồi liền lối xa Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát và chăm dân cho
là hơn pháp mong tôi thăng cõi chân mau về thiệt thần chú linh tri đại lực thiệt thần chú đúng mực quang minh ấy chú tôi thượng ai lên ai chú vô đẳng thanh thân ai thần rồi tâm cả nguyện nhân các khổ thân tình lòng giác ngộ rằng yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng ta Yeah, man.
Tứ đại hải dương hào hoa hoa
đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật Nam Mô 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 A Di Đà Phật Nam Mô